Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live, và hôm nay của bạn sẽ có video trải nghiệm một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Tam Quốc Anh Hùng Truyện đến từ nhà Gzone. Ngay từ bây giờ anh em đã có thể tải game này trên Google Play cũng như App Store nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Tam Quốc Anh Hùng Truyện này để xem là game này có gì đặc biệt hay không. Rồi mình sẽ vào game đi nha. Đấy, game này game màn hình ngang anh em ạ. Mình thấy đúng cái phần là giao diện này nó không được nét lắm nha. Đây, chúng ta sẽ có một con game đại loại là dạng game nhập vai thẻ tướng chiến thuật, nhập vai thẻ chiến thuật. Chúng ta sẽ có tướng chiến đấu này, kỹ năng. Cái đồ họa game này nó khá là cổ điển anh em ạ. Hình như nếu mình nhớ không nhầm là con Tam Quốc Anh Hùng Truyện này hồi xưa là nó có bản hồi xưa là chắc là có bản PC hay gì đó. Nói chung là đồ họa hơi hoài cổ anh em nhỉ. Đó, vẫn là một cái đề tài Tam Quốc quen thuộc nha mọi người nhá. Đấy, đây là tướng Quan Vũ này. Rồi, đây là phần đầu game thôi. Tiếp tục chúng ta, đây là phần đầu game, có phần nói chuyện này này, không bỏ qua nhanh được anh em ạ. Phải chơi qua cái phần nói chuyện này rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chơi thôi. Cái đồ họa game này thì nó mang phong cách nó người lớn nha anh em nhá. Đây các bạn để tạo hình nhân vật, cái này không quan trọng đâu, nhưng tướng nhân vật nam hoặc nữ là tùy anh em. Rồi, game vừa ra mắt. Đợt trước thì game có thử nghiệm rồi và nay thì chính thức ra mắt. Thì như mình đã nói, con Tam Quốc Anh Truyện này về cơ bản nó là một dạng game thẻ tướng, chúng ta sẽ chiến đấu theo kiểu dạng vượt ải á. Các bạn sẽ chiêu mộ tướng rồi cho tướng ra chiến đấu. Các bạn thấy là game này chiến đấu theo kiểu màn hình ngang. Đấy, chúng ta có tướng và sẽ có binh lính đi kèm. Các bạn để ra lệnh cho đội quân của mình tấn công sử dụng kỹ năng. Cũng thật ra thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Đồ họa thì mình thấy là cũng không phải là thế quá là đẹp. Nó thật là không phải quá là đẹp, nó mang hơi hướng hoài cổ một tí. Nhưng mà nếu bạn nào không quá khó tính thì mình nghĩ là cũng ok thôi. Đây, chúng ta có tính năng chiêu mộ thì các bạn thể chiêu mộ ra võ tướng nhá. Chúng ta có phần lựa quán để chiêu mộ và tiếp tục đi chiến đấu này. Ải 1.3 xuất chính. Game này đánh theo kiểu vật ải thôi. Mình sẽ tấn công nhá. Game này đánh theo kiểu 1v1 à, tức là các bạn có thể xây dựng đội hình nhưng mà nó sẽ chiến đấu theo kiểu 1v1 ấy anh em ạ. Mình cảm giác là như vậy. Đây, chúng ta sẽ có thêm cái phần mở khóa lệnh chiến đấu này, sẽ ra lệnh cho binh sĩ ra trận thì nó sẽ lao lên. Đó, tức là các bạn có thể ra lệnh cho binh sĩ của mình lao lên. Còn tướng có thể đứng sau chẳng hạn. Đứng sau thì sử dụng kỹ năng. Đấy, chúng ta sẽ có phần ra lệnh điều khiển nhé. Phản chấn này. Đó. Cái game này nó sẽ khác rất là nhiều game thẻ tướng các bạn chơi nha. Đó, tức là các bạn có thể ra lệnh cho tướng của bạn tấn công hoặc là phòng thủ. Thì đây cũng là một cái điểm khác biệt của con Tam Quốc Anh Hùng Truyện này so với rất là nhiều tựa game trước đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nha. Mình sẽ có phần khai phá này. Như vậy là các bạn, mỗi cái thành các bạn, mỗi cái ải vượt qua là một cái thành. Và chiếm được tòa thành thì các bạn sẽ thu hoạch được tài nguyên. Tài nguyên này nó sẽ có hàng ngày. Đây, mình sẽ trang bị cho võ tướng này. Tiếp tục vượt ải nha. Rồi, mình sẽ tiếp tục vượt ải này. Còn lối chơi của game này nó hơi khác biệt so với rất nhiều game thẻ tướng khác nha, nên các bạn cần lưu ý. Đây, mỗi võ tướng thì các bạn phải để ý ra, chúng ta sẽ có toàn quân ra trận là tướng lao lên luôn. Đó, tướng thì nó cũng sẽ chia ra các cái tướng khác nhau. Đây, mình sẽ ra lệnh cho toàn quân lao lên, hoặc là các bạn phải ra lệnh cho binh sĩ lao lên, tùy mọi người. Đấy, tùy chất tướng. Ví dụ tướng mưu sĩ thì đứng hàng sau, đứng sau thôi. Còn tướng mà cần xung phong thì các bạn sẽ cho tất cả tướng, cả lính xung phong lên luôn. Thì cái yếu tố chiến thuật của con game này nó nằm ở cái phần này. Đó, các bạn nhớ, chúng ta sẽ có cái Tam Quốc Anh Hùng này, nó sẽ có phần chiến thuật cũng rất là quan trọng trong việc là các bạn ra lệnh cho tướng hoặc lính các bạn tấn công hoặc là phòng thủ. Tiếp tục nha, cái phần đầu game này mình nghĩ là các bạn nên chơi kỹ một tí để có thể hiểu hơn về cái con Tam Quốc Anh Hùng Truyện này. Rồi, tiếp tục nha. Đây, chúng ta sẽ có phần tiếp tục là phần gì đây? Toàn quân ra trận này cho tướng tiếp tục lên, sau đó có cả toàn quân rút lui này. Đấy, nó sẽ có 4 cái, toàn quân rút lui, toàn quân sẵn sàng, tướng sẵn sàng, binh sĩ sẵn sàng. 4 cái để các bạn có thể ra lệnh cho tướng hoặc là binh lính của bạn chiến đấu. Thì đấy là trong cái phần chiến đấu của con game này nó rất là quan trọng. Đây, mình sẽ tiếp tục nâng cấp tướng nhá. Cái giao diện game này mình nói chung là mình cảm thấy là con Tam Quốc Anh Hùng Truyện này nó hơi cổ điển một tí. Nó không hiện đại như con game thẻ tướng bây giờ. Nhưng mà nó cũng là một cái điểm mình nghĩ là cũng gọi là mới lạ dành cho anh em thích dạng game thẻ tướng lấy đề tài Tam Quốc. Rồi, mình sẽ cho toàn quân ra trận nhá. Đó, các bạn thể tướng ra trận này. Đấy, hoặc là như nào đấy, các bạn thể ra lệnh được. Không biết là sau này có auto hay không, nhưng mà hiện tại là tạm thời như vậy đã nhá. Những cái ải ban đầu thì bao giờ cũng khá là dễ đấy. Sau này thì nó sẽ khó hơn. Ok,
cái phần lữ quán chiêu mộ đấy tí nữa mới chỉ cho anh em, nó cũng khá là đặc biệt đấy. À, các bạn để chiêu hàng tướng luôn ấy, game có tính năng chiêu hàng luôn anh ạ. Hồi phục này, hồi máu cho tướng này, rồi chúng ta tiếp tục xuất kích. Và mình, các bạn nhận ra là game này ấy, nó chỉ đánh theo kiểu 1v1 thôi. Đấy, chúng mình sẽ cho một tướng v1 tướng thôi, nó khác với game khác. Rồi, ấn nhầm. Đây, mình sẽ ra lệnh cho toàn quân ra trận. Sau này mình còn chưa mở khóa hết kỹ năng này anh em này. Một tướng như là tối đa 4 kỹ năng á. Rồi, chiến thắng rồi. Tướng bị thương thì các bạn sẽ cần hồi máu nha. Rồi, chúng ta sẽ có phần trợ thủ để tăng cấp nhanh, đi theo trợ thủ để tăng cấp nhanh này. Có phần trợ thủ tấn công thành tiếp theo. À, cái phần trợ thủ này nó nhiều là gợi ý các bạn chơi game ấy, kiểu như thế. Thật sự là nếu mà con game này một số bạn sẽ không thích cái lối chơi game này đâu, nó hơi cũ một tí mà nó nhịp độ nó hơi chậm một tí. Nhưng mà bạn nào đã thích rồi thì mình nghĩ là các bạn sẽ cũng khá là đắn đo đấy. Và các bạn cũng sẽ, nếu mà chưa trải nghiệm lâu dài thì các bạn cũng sẽ khoái. Thì anh em thấy là đồ họa game này nó không được đẹp, phải nói là không được đẹp. Nhưng mà nó mang cái chất hoài cổ và nhiều người lại thích cái kiểu đồ họa như cái con game Tam Quốc Anh Hùng Truyện này. Thật ra thì mình thấy là game này nó không quá đông đâu. Hôm nay ra mà mình thấy là số lượng server nó cũng hơi ít. Đấy. Có lẽ kén đồ họa và gameplay. Gameplay thì đối với một số bạn thì nó sẽ hơi khó hiểu một tí. Và hiện tại thì chưa có auto nha, nên mình sẽ phải điều khiển bằng tay, nên là có thể nhiều bạn chưa quen auto rồi sẽ không thích cho lắm. Rồi tiếp tục này, mình sẽ cho Trương Giác ra từ 4 sao ra trận. Đấy, mình đã sang chương 2 rồi. Đấy. Thật ra thì nhịp game khá là nhanh, chỉ hơi chậm chậm ban đầu và các bạn cần hiểu ban đầu thôi. Trương Giác là tướng phép thì mình sẽ cho binh sĩ ra trận thôi, tức là tướng phép sẽ chạy đứng hàng sau anh em nhé. Không cho lao lên. Cứ đứng hàng sau giật xét thôi anh em ạ. Đấy, cho lính lao lên, tướng thì đứng hàng sau, bây giờ tướng có thể ra trận này. Đấy, mình sẽ cho lính lao lên trước. Rồi, chiến thắng. Đấy, tùy vào chất tướng của bạn thì các bạn sẽ cho lao lên hoặc là đứng dưới hàng sau để chỉ huy cho tướng, cho lính lên trước. Rồi, chúng ta đã mở thành chính, nâng cấp thành chính, tăng sức mạnh tổng thể này, chúng ta có phần nâng cấp thành chính nhá. Như mình đã nói thì con Tam Quốc Anh Hùng Truyện này cũng có yếu tố chiến thuật và ở trong phần trận hình chiến đấu này, rồi trong phần chiến đấu ra lệnh này, rồi cả phần xây dựng các cái công trình phát triển, thu hoạch tài nguyên nữa. Đây là bảng nhiệm vụ, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng. Cho tướng ra trận. Đây, ở đây mình tối đa các bạn thể cho 5 tướng ra trận nhá anh em nhá, 5 tướng ra trận. Nhưng mà để xem là nó có tất cả cùng ra trận không nhỉ? Chắc mình nghĩ là có đấy. Hay là đánh theo kiểu lần lượt nhỉ? Mình chưa biết nữa. Đây, mình có 2 kỹ năng rồi này. Đấy, sử dụng kỹ năng thì nó sẽ tốn năng lượng. Bại trận. Ô, bại trận rồi anh em ạ. Lại đi, lại tiếp tục đánh lại nhá. Ui, đây đánh với nhau với Lữ Bố này anh em này. Toàn quân ra trận. Đấy, đánh nhau Lữ Bố. Cái này thì quan trọng nhất vẫn là lực chiến rồi. Rồi, chiến thắng. Đấy, tức là game là đánh theo kiểu 1v1 ấy. Mặc dù là các bạn có thể xây dựng chiến đấu đội hình được, nhưng mà nó đánh theo kiểu lần lượt. Đấy, cách chơi được. Có thể với một số bạn hơi khó hiểu một tí nhá. Thật ra mình cũng chưa hiểu hết đâu. Nhưng mà cái đấy thì tùy thôi. Các bạn sẽ chơi dần dần sẽ hiểu dần thôi. Đấy, đây mình sẽ vào thành chính này. Ở trong phần lữ quán này nó cũng sẽ chiêu mộ rất đặc biệt, đó là nó sẽ chỉ ra 3 tướng một lần. Và các bạn này chiêu mộ một trong 3 tướng thì phải. Hai cái này làm mới nhá, cần vàng để làm mới. Danh sách tướng. Đấy, chúng ta sẽ có danh sách tướng, võ tướng ở đây. Đấy, nó sẽ ra 3 tướng như này. Và các bạn sẽ chiêu mộ một trong 3 tướng. Uống trà này. Đấy, thì đây cái phần chiêu mộ này nó cũng khá đặc biệt. Cảm giác là cái con Tam Quốc Anh Hùng Truyện này thì lối chơi nó sẽ hơi cổ điển một tí anh em ạ. Có thể một số bạn sẽ không thích cái kiểu này nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. À, đây có hòm thư này. Đọc nhanh. Nhận nhanh này. Đó, chúng ta sẽ được tặng quà. Xác nhận. Ồ, chúng ta sẽ được nhận tặng rất là nhiều phần quà ở đây này. Ồ, tặng cả tướng điêu thuyền này. Ui, 5 sao luôn, ngon. Đấy, chúng ta có tướng được tặng miễn phí tướng anh ạ. Đấy, các bạn nhìn không? Cái phần giao diện tướng này nhìn cũng rất là khó nhìn nhá. Phải nói là rất là khó nhìn luôn. Nó không được hiện đại cho lắm ấy. Mình cảm giác game này giao diện các thứ nó hơi bị khó nhìn. Đây, mình sẽ trang bị này. Đấy, chúng ta sẽ trang bị vào cho võ tướng mũ sắt này. À, cái này nó giáp thôi. Rồi trang bị cả ngựa này. Rồi trang bị cả
binh lược, binh sách đó, rồi đây binh chủng, mỗi một đơn vị là một cái binh, à mỗi một tướng là một cái binh chủng khác nhau. Trương giáp mình sẽ mặc lại nhá, phần vật phẩm trang bị. Nói chung là game này này phải nói là cái giao diện nó khó nhìn thật đấy, nói gì thì nói, thực sự là rất là khó nhìn anh em nhá. Đấy, thực sự là nó không hiện đại nên là mình cũng không đánh giá cao lắm. Nâng XP cho điêu thuyền này đó, nâng cấp cho điêu thuyền và chúng ta sẽ tiếp tục công chiếm thành, cho điêu thuyền và trương giác ra trận và chúng ta sẽ xuất kích. Rồi, test thử điêu thuyền này anh em ơi, cho xuất đấy, tức là game này thì nó sẽ xuất chiến lần lượt thì phải. Tất cả toàn quân ra trận đấy. À có điêu thuyền này nhưng mà xe tướng khác nhỉ, mình chả hiểu. Nói chung là nói thật anh em là mình cũng chưa hiểu hết về cái con game này đâu, nên là nếu các bạn nào yêu thích dạng game thẻ từ tiền chiến thuật ấy và lấy chủ đề Tam Quốc thì có thể nghịch thử con Tam Quốc Anh Hùng Truyện này xem sao. Mình thì nói thật với anh em nhá, mình nói thật nhá là mình không hứng thú lắm, đồ họa không hấp dẫn được mình, gameplay thì nó hơi phức tạp một tí, và giao diện các thứ nó hơi cũ nên mình không thích làm. À đây các bạn có thể chiêu hàng này, chúng ta sẽ chiêu hồi Lý Nho nhá. Đó các bạn sẽ có tính năng chiêu hàng võ tướng của kẻ địch. Chúng ta sẽ tướng nào các bạn không thích các bạn anh em có thể chạm sát nó đi. Ok thì như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game thẻ tướng chiến thuật có tên gọi là Tam Quốc Anh Hùng Truyện đến từ nhà Gzone. Thì bạn nào quan tâm thì anh em có thể tải và chơi thử con game này xem sao nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng, mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tốc Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.